kem cô gái tóc xù đang làm xe đắm biết bao trái tim phụ nữ Việt. Nhưng liệu chúng có an toàn như chúng ta nghĩ không? Trong video này, hãy cùng shop tìm câu trả lời cho những câu hỏi đầy thách thức rằng liệu kem này có chứa corticoid ít không? Và đó có phải là kem trộn không? Đằng sau vẻ đẹp tự nhiên của kem là những bí mật và thông tin mà chúng ta cần phải biết sự thật. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp khám phá sự thật của kem cô gái tóc xù và những điểm cần lưu ý khi bạn có ý định sử dụng sản phẩm này. Bạn đang thắc mắc là kem cô gái tóc xù có chứa corticoid không? Câu hỏi này nhiều người cũng giống như bạn, dù đã dùng hay chưa dùng kem này nghi ngờ giống như bạn. Corticoid có ích trong mỹ phẩm, nhưng nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nếu như trong kem có liều lượng quá mức cho phép, nếu bạn lỡ mua phải hàng nhái. Vì thế mà bạn phải biết được kem bạn đang dùng hoặc tìm hiểu để mua nó có chứa corticoid hay không. Để biết được kem cô gái tóc xù có chứa corticoid hay không thì bạn nên đọc kỹ thành phần của kem được in trên vỏ hộp. Nếu kem có corticoid thì nó sẽ được liệt kê trên bảng thành phần. Bạn có thể nhờ shop chụp lại bảng thành phần trên vỏ hộp kem hoặc hỏi trực tiếp người bán để họ chỉ cho bạn. Trên bảng thành phần của kem cô gái tóc xù không có chứa corticoid, nên nếu bạn mua đúng hàng chính hãng thì thể yên tâm sử dụng. Nếu mua phải hàng giả thì có thể có chứa corticoid, vì corticoid khiến cho da bạn đẹp rất nhanh trong thời gian ngắn, nhưng nếu lạm dụng về lâu dài, khiến cho da bạn bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi được. Vậy nên kem cô gái tóc xù chính hãng không chứa corticoid, vì sản phẩm được kiểm định và nhập khẩu về phải qua rất nhiều khâu kiểm tra. Bạn hãy đảm bảo bạn lựa chọn đúng sản phẩm chính hãng để sử dụng an toàn và đẹp cho da của bạn. Bạn đừng ngại hỏi người bán và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua hàng nhé, sắc đẹp của bạn, sự tự tin của bạn phải đặt lên hàng đầu. Trước khi bạn quyết định mua một sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là kem cô gái tóc xù, có lẽ bạn đã từng tự hỏi, liệu đó có phải là kem trộn không? Đây là một câu hỏi mà nhiều người cũng quan tâm và lo lắng. Và để trả lời câu hỏi của bạn thì không phải tất cả các kem cô gái tóc xù đều là kem trộn. Kem chính hãng không phải là kem trộn, chỉ có kem giả nhái mới là kem trộn. Đầu tiên, hãy xem xét kỹ nhãn sản phẩm và thành phần của kem. Thông thường, các kem trộn sẽ có thành phần không rõ ràng hoặc chứa các chất hóa học mà bạn không thể nhận biết được. Điều này có thể gây hại cho làn da và tóc của bạn nếu sử dụng không đúng cách. Bạn nên tìm hiểu kỹ đánh giá của những khách hàng đã sử dụng và xem thêm các cách phân biệt kem cô gái tóc xù thật giả để bạn không mua phải kem trộn. Khi bạn sử dụng kem cô gái tóc xù Thái Lan, bạn không chỉ đang đầu tư vào làn da của mình mà còn đang trải nghiệm một phần của văn hóa Thái Lan đầy mê hoặc sản phẩm này không chỉ là một công cụ làm đẹp mà còn là một trải nghiệm tinh thần. Hãy tưởng tượng mỗi lần bạn sử dụng kem, bạn đang tận hưởng một phần nhỏ của sự quyến rũ và sức sống của Thái Lan. Tuy nhiên, thời gian để thấy kết quả cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ địa da của mỗi người. Điều quan trọng là kiên nhẫn và kiên định trong việc sử dụng sản phẩm. Hãy tạo ra một lịch trình chăm sóc da hợp lý và tuân thủ nó mỗi ngày để đạt được làn da mơ ước. Khi dùng kem cô gái tóc xù bao lâu mới trắng? Theo phản ánh của khách hàng bên shop mình, cũng như bạn có thể xem review khác trên Shopee hoặc Facebook thì để có được kết quả, có cải thiện là mất khoảng 1 đến 2 tuần. Thường để có được làn da trắng đẹp như mong muốn, nếu như bạn hợp với kem này thì khoảng 3 đến 4 tuần kiên trì sử dụng. Hãy cùng khám phá và trải nghiệm sự thay đổi của làn da của bạn cùng kem cô gái tóc sù Thái Lan ngay hôm nay. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và dáng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.